khám phá các công thức nấu ăn cổ xưa và thử nghiệm chúng trong nhà bếp của mình. Một trong những món ăn yêu thích của Max Müller sử dụng hạt carom, nước mắm và các nguyên liệu khác để tái tạo món gà Parthia, một món ăn Ba Tư của những người sống ở cận thế giới La Mã. Hoặc món chêm chép được chế biến theo công thức từ một cuốn sách nấu ăn cuối thời La Mã. Sau khoảng 5 phút, hãy xem, và nếu hầu hết các con chêm chép đã mở miệng thì xong rồi. Kênh YouTube của Müller, Testing History, có hơn 1 triệu người đăng ký. Sản xuất các tập phim là công việc toàn thời gian của anh. Kiếm tiền nhờ quảng cáo trên YouTube, đóng góp từ người xem và các tài trợ thương mại. Müller từng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối tại Walt Disney Pictures, nhưng đã bị cho thôi việc vì đại dịch COVID. Và sở thích của anh, một kênh nấu ăn, đã trở thành công việc chính. Bởi vì khi đó tôi có nhiều thời gian vì tôi không có gì để làm cả. Bánh ngọt từ xưa đến nay. Nếu có thể tìm thấy công thức, anh sẵn sàng làm thử. Công thức hầm thịt cừu và củ cải đường có niên đại 4.000 năm tuổi của người Babylon này, giống như món súp truyền thống của người Slav, một cách đáng ngạc nhiên. Thật thú vị khi thấy những món ăn này, nếu ngon, tồn tại qua thời gian như thế nào. Những món ăn khác ít hợp khẩu vị của anh hơn, như món thịt lợn hầm và huyết từ thời Hy Lạp cổ đại. Và đây là melastromos, súp đen Spartan. Khám phá lịch sử thông qua ẩm thực, dù ngon hay dở. Ẩm thực và lịch sử, và biết đấy, tôi không có ngân sách gì cả. Tôi chỉ ngồi ở quầy trong căn bếp quá nhỏ để quay phim của mình, và tôi không nghĩ rằng sẽ có người xem, nhưng hóa ra lại có. Với hàng trăm ngàn người tham gia vào cuộc phiêu lưu ẩm thực của anh. Hmm.